Xin chào các bạn, mình là Anna, nhà sinh học nghiên cứu về trẻ hóa tự nhiên, hỗ trợ khách hàng tăng giảm cân nặng và sở hữu vóc dáng thon gọn, cơ thể trẻ trung tràn đầy năng lượng. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau dành thời gian cho những người muốn tăng cân nhé. Nếu như một thân hình gầy yếu đang làm bạn kém tự tin trong giao tiếp, bỏ qua rất nhiều những cơ hội quan trọng trong cuộc đời, đồng thời làm cho bạn cảm thấy ăn không ngon hoặc là ăn rất nhiều và không hiểu sao mà mình không hấp thu, bạn cảm thấy tinh thần làm việc kém và kết quả làm việc không cao như mong đợi, bạn cũng không đủ sức lực để có thể chăm sóc cho gia đình và con cái, cũng chẳng muốn tham gia những hoạt động đoàn thể và cũng không muốn khám phá những cái vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Nếu vậy, bạn hãy tự hỏi lại bản thân mình một câu hỏi rất quan trọng là bạn đã khao khát đủ lớn để thoát ra khỏi tình trạng hiện tại hay chưa? Tăng cân khỏe mạnh là một việc không khó. Điểm mấu chốt ở đây là bạn cần phải hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của tình trạng này. Có những người không tăng được cân là do họ biếng ăn, có những người ăn rất nhiều nhưng mà không hấp thu, có những người thì bị một số bệnh về đường tiêu hóa, hoặc một nhóm khác thì lại do căng thẳng kéo dài thường xuyên. Nhìn chung, tất cả chúng ta đều chưa thiết kế được cho mình một chế độ dinh dưỡng thực sự phù hợp với từng thể trạng để từ đó giúp chúng ta tăng cân khỏe mạnh. Với kinh nghiệm tăng 7kg cho chính bản thân mình trong vòng 5 tuần và tư vấn cho rất nhiều khách hàng tăng cân khỏe mạnh, Anna cam kết có thể hỗ trợ bạn tăng từ 2 cho đến 5kg trong vòng 1 tháng. Bạn hãy tự hỏi lại mình, bạn đã khao khát chưa? Và nếu bạn đã sẵn sàng, hãy nhanh chóng đăng ký vào đường link bên dưới để có thể gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia và đạt được kết quả tăng cân mong muốn đúng như ý của bạn nhé!